Cùng mình đi unbox một chiếc laptop với mức giá chỉ có hơn 16 triệu đồng mà thôi, nhưng mà có thể cân được tất mọi ngành học luôn và có thể đáp ứng cho anh em hầu hết mọi nhu cầu trong cái tầm giá ngon nghẻ như thế này. Và trên một cái thân hình là một chiếc laptop văn phòng, trọng lượng chỉ có 1,7 kg, nhưng mà hiệu năng của em nó nhá, ghê gớm phết đấy anh em ạ. Và đây chính là chiếc Acer Aspire 5 53PZ. Link của chiếc máy này dưới phần mô tả của video anh em nhá. Ngay bây giờ cùng mình unbox thôi. Cái cách đóng gói của nhà Acer cũng phải nói là khá cẩn thận đấy. Bên ngoài có một lớp hộp bìa các tông, bên trong lại một lớp hộp nữa. Và đây sẽ là phía bên trong hộp, anh em có thể quan sát qua. Đây sẽ là hộp phụ kiện và đây sẽ là cái khu vực máy của chúng ta anh em nhá. Về cái cách bảo vệ cái chiếc laptop này bằng những cái tấm bìa các tông rất là dày như thế này thì cũng phải nói là anh em hoàn toàn yên tâm rồi đúng không nào. Đó, đây sẽ là nhân vật chính, để qua một bên. Chúng ta hãy cùng nhìn qua phụ kiện. Ở trong này thì anh em sẽ có bộ sách hướng dẫn sử dụng cũng như là cục sạc với công suất sẽ là 90W và đi cùng với đó là một cái cọng dây nguồn nữa. Hơi đáng tiếc là cục sạc này nó sẽ không có cho chúng ta cái chuẩn Type-C, nhưng mà trên máy vẫn hỗ trợ cho chúng ta sạc Type-C và có cả power delivery công suất khá là cao anh em nhá. Thì nếu như mà anh em muốn có một công suất nó cao thay thế thì anh em có thể sử dụng luôn một cục sạc Type-C có chuẩn power delivery hỗ trợ 90W, em nào cũng có thể nhận luôn cái công suất tối đa. Rồi, mình sẽ tạm thời cất cái phụ kiện sang một bên và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cả nhân vật chính. Và đây sẽ là chiếc laptop của chúng ta, Acer Aspire 5. Anh em có thể nhìn qua, một cái màu bạc, xám, trông khá sang, đúng không nào anh em? Thân hình thì đúng là một chiếc laptop văn phòng rồi. Nào, bây giờ hãy cùng mình quay trở lại với cả nhân vật chính của chúng ta, chiếc Acer Aspire 5, phiên bản 53PZ. Thì nhắc lại một chút nhá, là link của chiếc laptop này đang có sẵn ở phía bên dưới phần mô tả của video và mức giá hiện tại cho một sản phẩm chính hãng, được bảo hành 12 tháng chính hãng Acer Việt Nam với chế độ bảo hành 3S1. Cực kỳ là nhanh và nói chung là rất tiện lợi cho các fan của Acer. Thì với cái thời gian bảo hành và chế độ bảo hành thế sẽ là một cái lợi thế cạnh tranh khá lớn của nhà Acer tại thị trường Việt Nam, đúng không nào anh em. Và mức giá chiếc laptop này hiện tại nó đang rất là ngon anh em ạ, chỉ có khoảng độ 16.490 mà thôi là anh em có thể sử dụng được chiếc laptop này rồi. Thế thì chúng ta sẽ có những cái điểm mạnh gì ở trên chiếc Acer Aspire 5 này? Chúng ta cùng đi qua từng điểm một anh em nhé. Thứ nhất là về thiết kế của chiếc laptop này, nó mang đến cho chúng ta một cái thiết kế nó rất là hơi hướng văn phòng, không quá hầm hố, không quá gaming. Chính vì thế mà những bạn nào có nhu cầu lựa chọn một chiếc laptop với hiệu năng ngon nghẻ nhưng mà lại không muốn một cái ngoại hình quá hầm hố ấy, thì đây sẽ là một sự lựa chọn mà mình nghĩ là anh em có thể cân đối thời điểm hiện tại rồi đấy. Mặt lưng thì anh em sẽ có logo Acer rất nhỏ gọn ở phía bên trên và dòng chữ Aspire ở phía bên dưới này anh em nhá. Nói chung là thiết kế trông khá sang. Mặt lưng sẽ có cho chúng ta vật liệu là hợp kim nhôm, còn mặt C và mặt D của máy sẽ là vật liệu nhựa anh em nhá. Và trong một chiếc laptop với hiệu năng cao, kích thước màn hình lớn 15,6 inch, nhưng mà trọng lượng chúng ta sẽ chỉ có là 1,7 kg mà thôi, khá ấn tượng về khoản trọng lượng đúng không nào anh em. Nhìn qua một chút về thiết kế ở dưới mặt đáy của chiếc laptop này thì anh em có thể thấy là nó có cho chúng ta tận là hai quạt tản nhiệt và những cái ống đồng heatpipe chạy phía bên dưới này, cũng như là cho chúng ta cái khu vực hút gió vào khá là thông thoáng anh em nhé. Mặt đáy sẽ là vật liệu nhựa có những cái chân cao su kê cũng khá là cao ở mặt đáy để giúp chúng ta có cái luồng gió mát đi vào được tốt hơn. Và mình vẫn khuyến khích anh em là khi sử dụng thì hãy kê thêm một chút nữa để cái gầm máy này nó được cao hơn và giúp cho cái luồng gió mát đi vào phía bên dưới nó được tối ưu hơn. Và ngoài ra nữa thì nhìn qua một chút về các cổng kết nối ở phía xung quanh của máy luôn đi. Đây là một chiếc laptop mặc dù thiết kế mỏng nhẹ nhưng hệ cổng của nó không kém gì một chiếc laptop gaming, và đây khiến cho mình cảm thấy nó khá là hay ho anh em ạ. Chúng ta có gì? Mạng LAN RJ45, chúng ta có USB Type-A, jack audio, bên cạnh trái thậm chí anh em có cả cổng Type-C Thunderbolt 4 anh em ạ. Dã man thật đúng nào. Có cả cổng nguồn. Thì đấy, cổng nguồn này chân nó khá là bé đây. Nó sẽ tương thích với cái cổng ở trên máy đây anh em nhá. Chân nó rất là bé xíu mà thôi. Ngoài ra anh em sẽ có một cổng HDMI 2.1 hẳn hoi anh em ạ, xuất lên tới hình ảnh 8K đấy. Và tiếp theo là một cổng USB Type-A có hỗ trợ sạc. Đó là về hệ cổng kết nối chiếc laptop này, không kém gì một chiếc laptop gaming, thậm chí là hệ cổng này nó là ngang ngửa với cả những cái mẫu laptop ở phân khúc trung cấp rồi đấy, đúng rồi anh em. Ok, thì mình đã vừa đi qua đó chính là về thiết kế bên ngoài của chiếc laptop này. Ngay bây giờ hãy cùng mình nhìn vào cái nội công của em nó để biết được rằng là cái combo này thực sự nó hấp dẫn như thế nào. Anh em sẽ được trang bị một con Intel Core i5 Gen 13 13420H. Tức là nhá, trong cái tầm giá này thông thường anh em sẽ chỉ bắt gặp một phiên bản CPU AMD Ryzen hoặc là i5 Gen 12 mà thôi. Thì ở đây anh em có hẳn một con i5 Gen 13 13420H. Chúng ta sẽ có gì ạ? 8 nhân, đúng không nào? Thì trong cái 8 nhân này anh em sẽ có là 4 nhân P và 4 nhân E anh em nhé. Với 4 nhân P sẽ cho chúng ta mức xung nhịp turbo là 4.6GHz. Nói chung là nó vẫn sẽ đủ, rất đủ để đáp ứng cho anh em vào hầu hết là mọi nhu cầu học tập của anh em thời điểm hiện tại rồi, đúng không nào anh em? Một con CPU i5 Gen 13 dòng H
thì bây giờ nó mới ra tới Gen 14 thôi. Nhưng mà 2024 thì những hãng laptop vẫn sử dụng lại CPU Gen 13 là khá nhiều. Chính vì thế mà đây không phải là một con CPU lỗi thời, và chúng ta vẫn có thể sử dụng tốt cái combo này trong khoảng độ 4 đến 5 năm tới. Đúng nào anh em? Và hơn nữa nhá, cái chiếc laptop này còn cho chúng ta khả năng nâng cấp nữa cơ. Nâng cấp ở đây là gì? Anh em sẽ có sẵn là RAM 8GB DDR4 bus 3200, nhưng mà anh có thể nâng cấp hẳn 2 khe. Tức là nó có hẳn 2 khe rời chứ không phải là RAM hàn chết. Cho nên chúng ta có thể nâng cấp được tối đa là 32GB RAM dual channel anh em nhé. Ổ cứng SSD sẽ là 512 PC Gen 4 và card đồ họa sẽ là Nvidia GeForce RTX 2050 với 4GB RAM. Với cái phiên bản card đồ họa RTX 2050 4GB RAM ở trên cái chiếc Aspire 5 này thì mình có chạy qua bài test Fermark 2, em nó ăn cho chúng ta mức điện năng tiêu thụ tối đa sẽ là 35W điện và cho một cái ngưỡng nhiệt độ khá là mát mẻ anh em ạ. Chỉ trong ngưỡng khoảng độ 62 63 độ C trong mức tiêu thụ điện năng ổn định và mức nhiệt độ ổn định mà thôi anh em ạ. Và với mức setting Full HD thì em nó sẽ cho chúng ta cái mức FPS dao động trong ngưỡng là vào khoảng độ 35 đến 36 FPS với Full HD full screen 1920x1080 anh em nhá. Thì với cái hiệu năng như thế, nó có thể đáp ứng được cho chúng ta vào những cái tựa game eSport, những cái bộ phần mềm học tập của anh em hàng ngày, đúng không nào anh em? Hay là kể cả AutoCAD các thứ. Cái chiếc laptop này mặc dù là nó không mang lại cho chúng ta hiệu năng quá cao nhưng vẫn sẽ là đủ đáp ứng cho anh em vào nhu cầu học tập anh em nhé. Kể cả anh em có nhu cầu kiểu sử dụng để học những cái phần mềm đồ họa khác như kiểu là Photoshop này, Illustrator này, hay là Edit Video qua Premiere này, thì cái combo này vẫn có thể đáp ứng cho anh em tốt về nhu cầu học. Chứ còn để làm ấy thì mình nghĩ là chúng ta sẽ nên lựa chọn những combo có hệ thống tản nhiệt nó mạnh mẽ hơn, đúng không nào anh em? Đó là với cái hiệu năng ở trên card đồ họa cũng như là một chút cái thông tin về hiệu năng của chiếc laptop này. Rõ ràng là trong cái tầm giá này, đây là một cái combo mà vô địch về trang bị cấu hình cho anh em rồi. Bởi vì chúng ta sẽ không thể tìm kiếm được một con i5 Gen 13 cộng với đó là một khả năng nâng cấp thoải mái và cộng với đó là card RTX series. Mặc dù đây chỉ là 2050 mà thôi nhưng mà theo mình thấy nó vẫn là một cái option hiếm trong tầm giá. Ok, mình vừa qua là về cấu hình anh em nhá. Tiếp theo chúng ta cùng tới với một số các cái trang bị khác nữa của chiếc laptop này, như kiểu là về màn hình chẳng hạn. Thì ở đây anh em sẽ có một cái màn hình với kích thước sẽ là 15.6 inch, và đây là một cái màn hình tỷ lệ 16:9. Chúng ta sẽ có độ phân giải màn hình là Full HD và họ cũng dán luôn trong tâm cái tem Full HD 1080 ở đây nữa. Mình thấy là thời điểm hiện tại ấy, để mà tức là mỗi khi mà chúng ta dán một cái tem quảng cáo nào đấy lên cái bề mặt sản phẩm thì đó sẽ là cái ưu điểm cạnh tranh của sản phẩm, đúng không nào anh em? Tuy nhiên thì mình lại thấy Full HD mà trong tầm giá này thời điểm hiện tại nó không phải là lợi thế cạnh tranh nữa rồi, mà tại sao họ vẫn dán cho ta cái tem Full HD 1080 ở đây nhỉ? Hơi lạ anh em ạ. Ok, thôi bỏ qua cái vấn đề này đi. Chúng ta có độ phân giải màn hình đủ sắc nét trên cái màn hình 15.6 inch và tỷ lệ là 16:9 anh em nhé. Chúng ta sẽ có tấm nền IPS này, tần số quét là 60Hz này, và chúng ta sẽ có cái khả năng tái tạo màu sắc là 65% sRGB ở trên cái màn hình này. Nói chung thì đây sẽ là một cái màn hình mang lại cho anh em một cái thông số nó rất là tiêu chuẩn, đủ để anh em có thể trải nghiệm với những cái tác vụ mình vừa kể trên cho anh em. Còn với những cái tác vụ mà yêu cầu về cái độ nhạy cảm màu sắc quá cao ấy thì mình nghĩ là trong cái tầm giá này cũng khó để chúng ta tìm được một cái màn hình, một cái cấu hình với hiệu năng tương tự mà một cái màn hình đẹp hơn đâu, đúng không anh em? Rất khó anh em ạ. Cho nên là cái trang bị như này nó là hợp lý. Tuy nhiên ấy thì cũng phải thấy một chút nữa là cái phần viền màn hình của cái chiếc Aspire 5 này có vẻ như là nó đã hơi lỗi thời. Cái phần viền này nó làm cho chúng ta khá dày, đều cả bốn viền luôn anh em ạ. Và trông nó không mang lại cho chúng ta cảm giác nó quá là cao cấp, đúng không anh em? Đó là với cái trải nghiệm xung quanh cái phần mặt B, mặt màn hình của chiếc laptop này anh em nhá. Ngoài ra bên trên anh em cũng sẽ có là một chiếc webcam đủ sắc nét để anh em có thể trải nghiệm vào những tác vụ văn phòng, học tập hay là video call hàng ngày của anh em. Tiếp theo phía bên dưới chúng ta sẽ có cái phần bản lề. Cái bản lề này nó sẽ là bản lề kép ở hai bên và mang lại cái trải nghiệm đóng mở trên cái chiếc máy này thì mình thấy nó đủ cái độ cứng chắc để có thể giữ được cái màn hình 15.6 inch này, cũng như là cho phép mình mở lên bằng một tay ngay từ vị trí bắt đầu anh em nhá. Tuy nhiên thì góc mở của nó không phải quá rộng, không phải lên 180 độ, mà ở đây chúng ta chỉ có góc mở dao động trong ngưỡng khoảng độ 150 đến 160 độ mà thôi anh em ạ. Đó là về cái phần bản lề chiếc laptop này, nó đủ cứng chắc nhưng mà không phải góc mở quá rộng anh em nhá. Và bên trong phần bản lề sẽ là khe thoát gió tản nhiệt. Thì anh em có thể thấy này, cái chiếc laptop này họ thiết kế trong ta cái phần khe thoát gió tản nhiệt nó thổi thẳng lên phía bên trên luôn ấy, chứ không phải là thổi vào cạnh bản lề đâu anh em nhá. Chúng ta sẽ có khe thoát gió thổi thẳng lên phía bên trên song song phần mặt màn hình. Và lúc này thì khuyến khích anh em là mở cái bản lề này, mở cái màn hình này ra, góc càng rộng thì máy sẽ càng thoáng. Chắc chắn rồi, đúng không nào anh em? Bởi vì nếu chúng ta đóng vào như thế này, cái góc thoát gió hơi bị bí và chúng ta bắt buộc phải mở góc ra, thì mở góc càng rộng máy sẽ càng thoáng anh em nhá. Tiếp theo, trải nghiệm phía bên dưới phần bàn phím đi. Ở đây anh em sẽ có những trang bị mà nó rất đầy đủ cho nhu cầu văn phòng luôn anh em ạ. Chúng ta sẽ có một leo bàn phím full size. Chúng ta sẽ có cái trải nghiệm bấm phím ở trên đây như một chiếc laptop gaming
Thì bởi vì sao cái tên của chiếc laptop này là Acer Gaming Aspire 5 mà. Tức là nó là một cái chiếc laptop mà gaming nhưng mà đội lốt một chiếc laptop văn phòng vậy. Đúng không anh em? Chính vì thế mà cái trải nghiệm bấm phím trên này, hàng chỉ phím khá sâu nha. Trải nghiệm bấm trên này độ nảy rõ ràng và leo phím full size, có cả đèn nền bàn phím và có đầy đủ hết các phím chức năng ở phía bên trên này cho anh em luôn. Ổn đấy, đúng không anh em? Chúng ta sẽ có cái cảm nhận gõ phím ở đây là khá rõ rệt và cái mình khá thích đó chính là không bị cắt đi option đèn nền bàn phím. Chưa kể nhá, chúng ta có một phần trackpad, mặc dù là trong một chiếc laptop mà thiên hướng hơn về văn phòng nhưng mà cái trải nghiệm lướt của mình ở trên này không phải là quá sướng tay. Bù lại chúng ta sẽ có một kích thước đủ lớn cho một chiếc laptop 15,6 inch và chúng ta sẽ có cả một cái máy quét vân tay, chúng ta có cả một cái cảm biến vân tay một chạm ở bên trên phần trackpad này luôn anh em ạ. Thế bây giờ chúng ta sẽ có một cái bảo mật sinh chắc học mà trên một cái chiếc laptop được coi là gaming văn phòng, đúng không anh em? Đó là một cái option khá hiếm anh em nhá. Thông thường ấy, để mà có thể mang lại cho anh em cái option nó ngon như thế và trong một cái mức giá hấp dẫn ấy thì chúng ta sẽ bị cắt đi một số những cái option khác như kiểu đèn nền bàn phím, như kiểu bảo mật sinh chắc học hay là vân vân. Thì ở đây chúng ta có gần như đầy đủ hết. Đó là lý do vì sao mình nói cái chiếc laptop này nó ở cái phân khúc trung cấp là đúng hơn, đúng không nào? Bởi vì vốn em nó có cái mức giá cho chúng ta trong khoảng độ hơn 20 triệu cơ. Nhưng mà hiện tại thì chiếc máy này đang được giảm giá khá là sâu để tiếp cận tới những bạn học sinh sinh viên được tốt hơn. Chính vì thế mà nó chỉ còn cái mức giá là 16.490 mà thôi anh em nhá. Và đó về cái mức giá cũng như là những cái trang bị hấp dẫn trong tầm giá trên chiếc laptop này. Ngoài ra thì một số thông tin bổ sung khác cho anh em này. Ví dụ về pin thì em có viên pin là 50Wh. Cho một cái cấu hình mà i5 Gen 13 dòng H hiệu năng cao có cả cạc rời thì mình nghĩ là chúng ta không nên kỳ vọng quá nhiều về gia trụ pin, nhưng mà nếu anh em muốn thì có thể cắt giảm bớt đi những cái kết nối bên ngoài này, giảm bớt độ sáng màn hình này và bật chế độ tiết kiệm pin này, thì cái chiếc laptop này sẽ mang lại cho anh em thời gian trụ pin nó được phần nào đó ngon nghẻ hơn. Và quan trọng nhất là sử dụng những tác vụ nhẹ nhàng mà thôi, như kiểu lướt web, đọc báo hay là soạn thảo văn bản mà thôi, thì nó có thể trụ trong ta trong khoảng độ 4.5 tiếng đến 5 tiếng hết cỡ như chiếc laptop này anh em nhé. Đó là về pin trên cái trọng lượng là 1.7 kg. Mình đánh giá đây là một chiếc laptop mang lại cái trọng lượng là khá nhẹ nhàng để cho các bạn có thể mang đi ra bên ngoài đi học, đi làm một cách thoải mái hơn mà không phải lúc nào cũng gánh một chiếc laptop gaming ở trên vai. Nó sẽ khá là nặng nề, đúng không nào anh em? Và quan trọng nhất là hiện tại nó đang có mức giá khá hấp dẫn. Và đây là một chiếc laptop chính hãng Acer Việt Nam được bảo hành 3S1 luôn anh em nhé. Ok, vậy thì anh em nghĩ sao về chiếc Acer Aspire 5 này? Đừng quên để lại cảm nghĩ của anh em phía bên dưới bình luận của video. Và đừng quên nữa là link của chiếc laptop này mình có để sẵn ở phía bên dưới phần mô tả rồi. Chúng ta có thể click vào link để cập nhật thêm thông tin về mức giá cũng như là thông số của em nó tại thời điểm anh em xem video nhé. Còn bây giờ rất hy vọng là anh em hãy nán lại một chút và cho Laptop Girl một like, một sub, cũng nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ video mới nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.